Chào mừng quý vị và các bạn đến với bài tĩnh nguyện phiên bản ghi âm được thực hiện bởi Mục vụ Lời sống hàng ngày. Bài suy gẫm hôm nay của chúng ta có tựa đề Bỏ qua mâu thuẫn. Dựa trên phân đoạn Kinh Thánh nền tảng được chép trong sách Ê-phê-sô đoạn 4 từ câu 26 đến câu 32. Khi anh em nóng giận thì đừng phạm tội, đừng căm giận cho đến lúc mặt trời lặn, đừng tạo một cơ hội nào cho ma quỷ. Kẻ quen trộm cắp, đừng trộm cắp nữa, nhưng thà chịu khó, tự tay mình làm việc lương thiện để có thể giúp đỡ người thiếu thốn thì hơn. Chớ có một lời độc ác nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói, hãy nói những lời tốt đẹp, có tính xây dựng để đem ơn phước đến cho người nghe. Anh em chớ làm buồn Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì trong Ngài, anh em được ấn chứng cho đến ngày cứu chuộc. Hãy loại bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, phẫn nộ, tức giận, la lối, lăng mạ, cùng mọi điều hiểm độc. Hãy cư xử với nhau cách nhân từ và dịu dàng. Hãy tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy. Và câu Kinh Thánh hôm nay chúng ta cần ghi nhớ được chép trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 26. Đừng căm giận cho đến lúc mặt trời lặn. Trên bia tưởng niệm nơi mộ phần của nhà khoa học nổi tiếng người Hà Lan, Albert Einstein không nhắc đến những tranh cãi khoa học của họ. Thay vào đó, ông nhắc lại lòng nhân từ không bao giờ dứt của Heinrich Lorentz, nhà vật lý học yêu dấu được biết đến với lối sống giản dị và đối xử công bằng với mọi người. Einstein nói, ai nấy đều vui vẻ đi theo ông vì họ cảm thấy ông ấy không bao giờ có ý ra lệnh nhưng luôn giúp đỡ. Lorentz đã truyền cảm hứng cho các nhà khoa học bỏ qua định kiến chính trị mà hợp tác với nhau, đặc biệt sau đệ nhất thế chiến. Thậm chí trước khi chiến tranh kết thúc, Einstein nói về người thắng giải Nobel như mình, Lorentz, đã cống hiến cả đời cho việc hòa giải. Làm công việc giải hòa cũng nên là mục tiêu của mọi thành viên trong hội thánh. Thật vậy, một số mâu thuẫn là điều không thể tránh khỏi. Nhưng chúng ta phải làm bổn phận của mình là tìm ra những giải pháp hòa bình. Phaolô viết, đừng căm giận cho đến lúc mặt trời lặn. Để cùng nhau lớn lên, vị sứ đồ khuyên, chớ có một lời độc ác nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói, hãy nói những lời tốt đẹp, có tính xây dựng, để đem ơn phước đến cho người nghe. Cuối cùng, Phaolô nói, hãy loại bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, phẫn nộ, tức giận, la lối, lăng mạ, cùng mọi điều hiểm độc. Hãy cư xử với nhau cách nhân từ và dịu dàng, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy. Từ bỏ mâu thuẫn bất cứ khi nào chúng ta có thể sẽ giúp gây dựng hội thánh Chúa. Thật vậy, chúng ta tôn vinh Ngài qua điều đó. Chúa có thể giúp chúng ta giải quyết mâu thuẫn như thế nào? Để tôn kính Chúa và hội thánh, bạn nên bỏ qua mâu thuẫn nào? Chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Lạy Chúa yêu thương, khi con đối diện với mâu thuẫn, xin nhắc tấm lòng con trao cơn giận lên cho Ngài. Amen. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe phiên bản ghi âm bài tĩnh nguyện hôm nay. Chương trình được thực hiện bởi Mục vụ Lời sống hàng ngày.